Lãnh đạo quận Cái Răng vừa có buổi làm việc với ngành giáo dục về công tác quy động học sinh, tuyển sinh, mạng lưới trường lớp và nhu cầu cơ sở vật chất trang thiết bị bàn ghế các trường trên địa bàn quận năm học 2023-2024 đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Hiện quận có 35 cơ sở giáo dục gần 14 trường mầm non mẫu giáo, 13 trường tiểu học, 5 trường trung học cơ sở, 3 trường phổ thông nhiều cấp học. Ngoài ra, quận có một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 7 trung tâm học tập cộng đồng. Toàn ngành có 766 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Quận cũng đã quy động trên 20.000 học sinh đến trường, thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2023-2024. Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận cùng các ngành chức năng liên quan nêu lên các vấn đề khó khăn về thiếu cán bộ quản lý và giáo viên bộ môn. Một số trường còn thiếu trang thiết bị giảng dạy, cơ sở vật chất bị xuống cấp trầm trọng, kiến nghị cần đầu tư xây dựng mới và mở rộng trường lớp để đáp ứng nhu cầu học tập của các em trong những năm học tới